giải pháp xe tự hành thông minh của Vinpearl Data được phát triển từ tháng 1 và chạy thử nghiệm tại Vinpearl từ giữa năm 2021 và dự kiến đưa vào hoạt động từ năm 2022. Giải pháp xe tự hành của Vinpearl Data đạt cấp độ 4, hoàn toàn không cần đến người lái vẫn có thể mang lại trải nghiệm di chuyển mượt mà nhất cho hành khách. Được thiết kế cho xe điện chở khách có tải trọng vượt trội so với các loại xe điện tự hành hiện có trên thị trường, hành khách có thể dễ dàng đặt xe thông qua ứng dụng. Với hệ thống điều hành thông minh, xe sẽ tự động thiết lập lộ trình, đón khách trong thời gian nhanh nhất với tốc độ di chuyển trung bình đạt 20 đến 25 km một giờ và vận tốc tối đa lên tới 30 km một giờ. Đây là vận tốc ấn tượng dành cho xe tự hành có tải trọng lớn. Các tính năng nổi bật hiện có của giải pháp như bản đồ với độ phân giải lớn cho diện tích đến 10 km vuông, khả năng định vị tối ưu với sai số chỉ khoảng 5 cm trong khu vực hoạt động, áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo kết hợp dữ liệu giữa 2 lidar và 6 camera góc rộng 102 độ để nhận diện vật cản trên đường như người đi bộ, phương tiện, biển báo với độ chính xác cao, khả năng tự động giảm tốc, chuyển làn từ khoảng cách 30 m khi có vật cản chắn đường. Tính năng tự động đổ xe. Tất cả hướng tới mục tiêu đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho xe trong quá trình vận hành. Đáng chú ý, giải pháp xe tự hành của Vinpearl Data còn có khả năng hoạt động tốt trên các địa hình đồi núi khi leo dốc, xuống dốc, tạo nên sự khác biệt về công nghệ so với các giải pháp hiện nay. Giải pháp xe tự hành thông minh của Vinpearl Data kỳ vọng sẽ ứng dụng rộng rãi tại các khu du lịch, nghỉ dưỡng, khu đô thị trên toàn quốc. Nhằm góp phần giải quyết bài toán về ô nhiễm không khí, thúc đẩy sự phát triển của đô thị thông minh, từ đó nâng cao trải nghiệm và tiện ích cho người dùng.